Dạ, xin được chàng cho biết tín hiệu có nghe được âm thanh con. Dạ, xạ thủ, dạ. Dạ, cô Vô Thường ơi, cô bị rớt mic rồi. Bây giờ mời giơ tay lại nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, xạ thủ, dạ con cảm ơn Sư Thích Huệ Ngọc. Nam mô ta sa và ga wa tôm mu au sam ma sam tha sa Nam mô ta sa wa arato arahato sam ma sam tha sa Nam mô ta sa pha ga wa tô a tô sam ma sam bun ta sa tham ma đệ sát na ya cha na ga tha Ram ma cha lô ca thi ba ti sa hầm ba ti ca tân cha lý anh thi hoa răng áo ba cha tha sằng tì ta sằng ta ra giác ca già tí ca dê xê tu thẩm à nu câm đi măng ba chăng sắc thầm ma bê rim quỳ na chăng cha cả dân sục tinh cha bằng thầm à thí thầm ma câm măng à cô ta dân tô cha tu sắc cha đăng đăng ba vô pha nấy dê bà rì sa giá mách chê phàm tiên vẫn ngậm ngùi khẩn quản Phật nhậm lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhậm vườn lộc giả ngày giờ chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh dự pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một chẳng thổi không một những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhỏ ràng thỉnh ngày thuyết pháp nơi đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Dạ, một lần nữa, con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân Thượng tọa Pháp Thanh. Dạ, con kính cung thỉnh Thượng tọa Từ Bi Quang Hỷ Đăng Đàn cho chúng con một bài pháp hôm nay. Nam mô Bụt Tha. Dạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Và kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Và kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Thì hôm qua chúng ta học cái phần thứ nhất của câu 68 Du Sĩ Ngoại Đạo, về Đức Phật nói về cái nguyên nhân sanh khởi tham, sân và si. Hôm nay còn 3 phần, thứ 5, thứ 6, thứ 7 nói về cái đối trị với tham sân si. Và bây giờ sư xin đọc phần chánh kinh và sau đó sẽ giải thích từng phần. 5. Do nhân gì này chư hiền, do duyên gì tham sanh không sanh khởi, hay tham đã sanh khởi được đoạn tận? Cần phải trả lời là tướng bất tịnh. Với ai như lý tác ý tướng bất tịnh, thời tham chưa sanh không sanh khởi, hay tham đã sanh khởi được đoạn tận? Đây là nhân. Này các hiền giả, đây là duyên khiến tham chưa sanh không sanh khởi, hay tham đã sanh được đoạn tận. Thì cái đoạn thứ năm này đó, Đức Phật nói về cái pháp để đối trị với cái pháp tham. Thì khi mà chúng ta cho rằng cái đối tượng là tốt đẹp, đối tượng đáng yêu thích, đối tượng là khả hỷ khả lạc, cho nên là chúng ta mới dính mắc, chấp bám níu vào cái đối tượng, mong muốn được gần gũi, mong muốn được chiếm đoạt, mong muốn được sở hữu. Thì lúc đó là cái phiền não, cái tham nó sẽ sanh khởi. Thì khi mà chúng ta muốn diệt trừ cái tham đối với đối tượng, thì chúng ta phải thấy rằng đối với cái thân ngũ quẩn này, trong thân ngũ quẩn này toàn bộ tất cả nó là những cái vật chất bất tịnh. Chúng ta dùng những cái pháp bất tịnh, chúng ta quán tưởng, chúng ta suy niệm từ đỉnh đầu cho tới dưới gót bàn chân, được da bào cũ, nhưng mà bên trong lớp da này là thịt, gân, xương, tủy, thận, nước mắt, nước mủ, máu, rồi tất cả những cái vật bất tịnh nó chứa đựng trong này, chứ chẳng có cái gì tốt đẹp. Thì khi mà ta dùng cái sự quán đắc về cái bất tịnh á, nghe chính bản thân mình, khi mình thấy được trong cái nội thân của mình, trong nội thân nó như vậy thì cái ngoại thân nó cũng chẳng khác gì. Cho nên khi mà chúng ta dùng cái vật bất tịnh tu tập quán sát đến mức mà chúng ta cảm thấy nhòm chán, cái ghê sợ cái thân ngũ quẩn của chính mình, thì mình mới thấy đối tượng thì cũng không có khác gì, không có gì tốt đẹp, chỉ là những cái tục đế, những cái chế định ở bên ngoài mà thôi. Từ đó thì chúng ta có thể đối trị được với những cái tham muốn. Rồi đối với các cái đối tượng khác thì mình thấy tất cả các pháp hữu vi ở trên thế gian này luôn luôn do duyên nó sanh, do duyên nó diệt, chẳng có gì là bền vững. Thí dụ như tham chấp vào cái tài sản, thì mình sẽ quan sát rằng đó, tài sản này do nhân, do duyên nó hiện khởi, nó phát sanh, rồi đến một lúc nào đó thì do nhân, do duyên rồi nó cũng tan rã, hay là chúng ta ra đi thì chúng ta cũng bỏ lại tất cả ở trên thế gian này. Chúng ta chẳng đem theo được bất cứ một cái vật chất nào.
Bây giờ nếu mà mình tham, mình tầm cầu những cái vật chất này rồi mai mốt mình cũng đâu có đem theo được. Thì chúng ta dùng những cái suy tư chân chánh với cái trí tuệ để chúng ta thấy và những cái pháp đối trị để chúng ta loại trừ dần những cái tham muốn dính mắc, hay là hoặc là chúng ta dính mắc vào những cái thân bằng quyến thuộc, thì chúng ta dùng cái suy tư chân chánh là tất cả mọi chúng sanh đều có cái duyên nghiệp, do duyên do nghiệp, những cái nghiệp báo nó tương đồng thì chúng ta gặp nhau, rồi mỗi người mỗi chúng sanh có một cái duyên nghiệp riêng, rồi mỗi người sẽ đi theo cái nghiệp riêng của mỗi người. Bây giờ do duyên do nghiệp trên cái tục đế, do cái chế định thì kiếp hiện tại này mình là chồng, là vợ, là cha, là mẹ, là con, là cháu. Nhưng mà đến một lúc nào đó, khi cái duyên nghiệp của mình hết, mỗi chúng sanh sẽ đi theo cái nghiệp riêng của mỗi người, thì chúng ta không thể nào mà bám níu và giữ cái đối tượng đó được. Cho nên khi mà chúng ta hiểu như vậy rồi đó, thì chúng ta chấp nhận vào cái duyên nghiệp của mỗi chúng sanh, nó có những cái nghiệp cộng nghiệp với nhau, những cái nghiệp tương đồng thì nó gặp hợp nhau để cùng cộng nghiệp với nhau tạo thành một cái gia đình. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì mỗi chúng sanh sẽ có cái duyên nghiệp riêng. Có người thì đến sớm mà đi trễ, có người thì đến trễ mà đi sớm, thì tùy theo mỗi cái duyên nghiệp của mỗi người, chúng ta không thể nào mà can thiệp, chúng ta không thể nào mà níu kéo. Thì như vậy chúng ta sẽ suy tư chân chánh qua sự học hiểu với trí tuệ, chúng ta không còn bám chấp vào bản thân, không còn bám chấp vào thân bằng quyến thuộc, không còn bám chấp vào các cái vật chất trên thế gian. Thì nhờ đó luân hồi cái tham nó sẽ đi đến giảm thiểu, đi đến đoạn tận. 6. Do nhân gì này chư hiền, do nhân gì sân chưa sanh không sanh khởi, hay sân đã sanh được đoạn tận? Cần phải trả lời là từ tâm giải thoát. Như lý tác ý, từ tâm giải thoát, thời sân chưa sanh không sanh khởi, hay sân đã sanh được đoạn tận. Đây là nhân hay các hiền đá, đây là duyên khiến sân chưa sanh không sanh khởi, hay sân sanh đã được đoạn tận. Thì nhờ chúng ta là có sự tìm hiểu học hỏi cái pháp mà để đối trị với cái sân, là cái từ, cái tâm từ, là cầu mong nhờ cho chúng sanh được an ổn. Rồi tâm từ là chúng ta không có làm tổn hại đến bất cứ chúng sanh nào, chúng ta tránh xa những cái điều ác để không gây khổ đau cho chính mình. Rồi mình đem cái tâm từ đó đó, mình cầu mong đến tất cả các những người xung quanh, những chúng sanh ở quanh chúng ta, là thân bằng quyến thuộc, rồi những người mà mình quý mến, những người mà mình không quý mến cũng không ghét, rồi đến những cái chúng sanh mà mình có cái hoàn trái, không có thích chúng sanh đó. Thì khi mà chúng ta phát triển cái tâm từ đó, chúng ta cầu mong cho chính bản thân mình luôn luôn tránh khỏi những cái khổ đau tai hại, rồi mình cầu mong cho các bậc hữu ân của mình, các bậc thầy tổ, ông bà mẹ, cũng cầu mong cho các cái vị đó được tránh khỏi những cái
khổ đau tai hại. À, rồi mình mong cầu mong cho tất cả những cái thân bằng quyến thuộc, vợ chồng, con cái, con cháu, anh em, bạn bè trong gia đình mình cũng tránh khỏi những cái khổ não, những cái rủi ro tai hại. Rồi mình cầu mong cho tất cả các cái chúng sanh mà mình không ghét, cũng không thân thích, cầu mong cho họ được tránh khỏi những rủi ro tai hại. Rồi mình cầu mong cho những cái người mà có quan trái với mình tránh khỏi những điều rủi ro tai hại. Tất cả những cái quan trái nào của mình đối với những cái người đó, cầu mong cho họ được an vui. Và những cái quan trái nào của họ với mình cũng xả bỏ để cầu mong cho họ được an vui. Thì khi mà chúng ta cầu mong cho tất cả đều được an vui, chứ không riêng về cái bản thân mình hay là những người thân bằng quyến thuộc các hữu ân của mình không, mà mình cầu mong cho tất cả đều giải thoát khỏi được những cái khổ đau của kiếp sống nhân loại, của các chúng sanh còn trôi lăn trong cái dòng sanh tử luân hồi. Rồi nhờ cái sự an vui đó, mình cầu mong cho tất cả hướng đến cái sự tu tập để đạt đến cái sự giải thoát an vui hạnh phúc, tránh khỏi, chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Rồi đối với chư tăng, đối với các cái bậc trưởng thượng, khi mà hưởng được cái sự an vui cầu mong của những người có tín tâm, những người là con là cháu, thì họ cũng phát triển cái tâm từ, họ cầu mong lại cho những người Phật tử, những người tín tâm, những người là con là cháu của mình sẽ tránh khỏi những cái rủi ro tai hại. Cho nên á, khi mà phát triển cái từ tâm giải thoát này đó, là mình triển ngay chính bản thân mình để cầu mong cho tất cả những người khác, những người xung quanh mình là thân bằng quyến thuộc hay là không phải là thân bằng quyến thuộc, cũng tránh khỏi những cái khổ não tai hại. Rồi các cái vị mà trưởng thượng cũng cầu mong lại cho mình. Cho nên là tất cả những chúng sanh sống trong cái từ tâm an vui để thoát khỏi những cái sự khổ não, thoát khỏi cái sự sân hận làm tổn hại khổ đau các chúng sanh khác. Do đó mà cái đời sống chính ngay bản thân mình cũng an ổn, mà những người mình cầu mong, mình hướng đến người ta cũng được an ổn, và người ta cũng hướng cái sự an vui tránh khỏi những khổ khổ đau đến bản thân mình. Tức là cái tâm từ đó, nó hướng ra bên ngoài, và mình cũng nhận được cái sự an ổn mát mẻ từ bên ngoài đến trong cái thân của mình. Do vậy mà tất cả khi mà phát triển cái tâm tư thì chúng ta sẽ được hưởng an vui, và tất cả những chúng sanh xung quanh cũng được cái sự an vui đó. Và không phân biệt, thật ra là gọi là từ tâm giải thoát. 7. Do nhân gì? Này chư hiền, do gì? Si chưa sanh, không sanh khởi, si đã sanh, được đoạn tận. Cần phải trả lời như sau. Cần phải trả lời như lý tác ý. Với ai như lý tác ý, thời si chưa sanh, không sanh khởi, và si đã sanh, đoạn tận. Đây là nhân. Này các hiện giả, đây là duyên khiến si chưa sanh, không sanh khởi, và si đã sanh, được đoạn tận. Thì cái đoạn cuối này Đức Phật dạy sao? Tại vì si mê
hay là vô minh, là do khi mà chúng ta thiếu cái trí tuệ, thiếu sự ghi nhận đối tượng với hiểu biết chánh niệm tỉnh giác. Khi mà chúng ta nhìn cạn cợt cái đối tượng trên cái giả lập, trên cái trục chế định tục đế, thì phiền não nó sẽ sanh khởi. Còn nếu mà khi chúng ta đó nhìn đối tượng với cái như lý, tức là cái đối tượng chúng ta phải thấy cái xuyên thấu qua cái bên ngoài, cái chế định tục đế, để chúng ta thấy được cái chân đế, cái tính chất thực của đối tượng, thì như vậy đó, với cái sự chánh niệm tỉnh giác, hay là với như lý tác ý, rõ ràng mình biết rõ ràng đối tượng như thế nào, mình thấy rõ ghi nhận đúng như thế đó, nó sanh như thế nào, rồi nó tồn tại như thế nào, rồi nó đi đến hoại diệt như thế nào, mình biết rõ nó là danh, mình biết là danh, nó là sắc, mình biết là sắc, tất cả mọi đối tượng, tất cả các pháp hữu vi đều chịu chi phối bởi định lực vô thường, luôn luôn biến đổi, rồi sanh luôn luôn là sanh diệt. Chính vì sanh diệt đó, nếu mà chúng ta bám víu vào nó thì phiền não khổ đau nó sẽ sanh khởi. Và tất cả chúng sanh diệt theo cái quy luật của nó, không ai có thể khống chế, sai khiến hay là thật làm nó sanh theo cái ý muốn được. Cho nên tất cả đều là vô thường, khổ và vô ngã. Thì khi mà chúng ta có cái như lý tác ý, thấu rõ được cái tam tướng của các pháp hữu vi đối với tất cả đối tượng, dù là danh, là sắc, bất cứ đối tượng trong pháp hữu vi nào cũng đều chịu chung một cái định luật đó, thì như vậy đó, chúng ta sẽ thấy đối tượng với trí tuệ, hiểu biết một cách sáng suốt. Chúng ta hiểu biết được danh sắc ngay trong thân ngũ quẩn mình, mà chúng ta cũng hiểu biết các đối tượng danh sắc ở bên ngoài. Thì như vậy đó, là giới sống với trí tuệ, rồi chúng ta có đầy đủ cái như lý tác ý trong mỗi giây mỗi phút, thấy đúng thực tướng của đối tượng, thì khi đó với trí tuệ như vậy thì không có điều kiện để cho vô minh hay là si mê nó sanh khởi. Như vậy thì chúng ta khi mà có trí tuệ thì si hay là vô minh diệt, mà trong theo cái định luật của thập nhị nhân duyên, mà khi minh sanh khởi thì vô minh diệt, mà vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, tất cả các phiền não cái chuỗi dài để trôi lăn trong cái dòng sanh tử luân hồi được đoạn tận. Cho nên mỗi lúc mà chúng ta sống đầy đủ, có hiểu biết rõ ràng, hay là có như lý tác ý, hay là có chánh niệm tỉnh giác ghi nhận đối tượng rõ ràng với trí tuệ sáng suốt, thì như vậy đó, là chúng ta không tạo điều kiện để cho phiền não sanh khởi. Còn nếu mà chúng ta cái niệm của mình không đủ mạnh, cái niệm nó không đi kèm với trí tuệ, niệm một cách hời hợt, cạn cợt, hay là chúng ta chỉ thấy ở trên cái tục đế, cái chế định, thì như vậy phiền não nó sẽ có dịp để phát triển, để sanh khởi. Và khi mà phiền não sanh khởi thì khổ
khổ đau nó sẽ theo sau. Do đó đó mà trong cái phần kết luận là Đức Phật dạy chúng ta ba cách đối trị. Khi mà chúng ta muốn đối trị với tâm tham thì chúng ta thấy là tất cả đối tượng với cái thân bất tịnh đáng nhòm gớm, đáng ghê sợ, không có gì để mà chúng ta bám níu thích thú, không có đối tượng nào là khả hỷ khả lạc, không có cái vật chất trên đời này đáng để bám níu, không có một thân bằng quyến thuộc nào để mà chúng ta bám níu vào thân bằng quyến thuộc đó. Rồi chúng ta dùng cái từ tâm giải thoát để đối trị với cái sự sân hận, làm cho cái sân càng ngày càng giảm thiểu và phát triển từ tâm đối với chính bản thân, đối với những bậc đáng tôn kính, bậc hữu ân hay là thân bằng quyến thuộc trong gia đình cũng như tất cả chúng sanh xung quanh. Nhờ phát triển từ tâm thì khi mà từ tâm nó cầu mong tất cả chúng sanh được an vui, hướng đến thoát khỏi những cái khổ đau, thì chúng ta sẽ diệt trừ, làm suy yếu và lần hồi, đoạn tận cái sân hận. Rồi muốn diệt trừ cái si mê hay là vô minh thì phải sống với đầy đủ chánh niệm tỉnh giác mỗi giây phút. Chúng ta có sự hiểu biết, thấy rõ thực tướng của các đối tượng, thì như vậy phiền não không có dịp sanh khởi, và luôn luôn chúng ta sống với ánh sáng trí tuệ, thì chúng ta sẽ được an vui, làm cho si mê vô minh càng ngày càng yếu, suy yếu, thì chúng ta sẽ đạt đến cái sự an vui giải thoát. Cho nên ở đây trong phần đầu thì Đức Phật đưa ra những cái nhân để làm cho tham, cho sân, si sanh khởi, và ở ba đoạn sau thì Đức Phật chỉ dẫn cho chúng ta ba pháp để đấu trị đối với các cái bất thiện, đối với các cái phiền não, và hướng đến một cái nội tâm an vui, hạnh phúc cho chính bản thân, cũng như giúp chúng ta phát triển cái từ tâm, mong cầu tất cả những chúng sanh chấm dứt khổ đau, an vui, hạnh phúc. Rồi chúng ta sống với như lý tác ý, đầy đủ trí tuệ, thấy được thực tướng của các đối tượng, thì như vậy thì diệt trừ được vô minh, si mê, và từ đó chúng ta có một cái đời sống tinh thần an vui tốt đẹp. Thì nếu mà chúng ta thực hành theo lời Đức Phật dạy, áp dụng vào ngay trong đời sống, thì chúng ta sẽ đem đến được cái lợi ích và làm cho phiền não, những cái bất thiện pháp không có điều kiện để sanh khởi. Thì qua cái lời dạy trong phần chánh kinh cũng như qua sự chú giải chú thích của các bậc trưởng lão, thì cũng xin chia sẻ với quý vị những cái điều hiểu biết. Và sau đây thì cũng xin mời chư Tiêu Tăng, chư Công Đức, cũng như mời tất cả quý Phật tử cùng nhau thảo luận, chia sẻ thêm về cái đề tài buổi học hôm nay. Kính chúc chư Tôn Đức Pháp Thể khai nghe, kính chúc quý tu nữ cũng như toàn thể quý Phật tử có được những cái hiểu biết về lời dạy của Đức Phật để đem đến một cái đời sống an vui, hạnh phúc, một cái tinh thần an ổn, và có một cái sức khỏe tốt đẹp để thực hành tất cả những cái thiện sự trong đời sống hiện tại, và hướng đến sự giải thoát trong ngày vị lai. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui, hạnh phúc.
À, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ bây giờ thì xin mời đạo tràng. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con xin kính lãnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ con xin kính lãnh lễ sư Tất Thanh. Dạ con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thông đã giảng dạy cho chúng con bài học rất là hay của ngày hôm nay. Dạ sư Nguyên Như có một câu hỏi là khi mà tại sao là khi mà mình còn nhỏ, ví dụ có những người vào chùa từ lúc còn nhỏ tuổi đó bạch sư, thì mình rất là hiền, cái tâm mình rất là lành, nhưng mà tại sao về càng gần về lớn tuổi, giống như là khoảng nhiều có người thì bắt đầu từ khoảng 50, có người 60, có người 70, khi mình càng lớn rồi mình lại sanh cái khó chịu, rất là khó chịu. Và sư tự trong ở sở con có nhiều người lớn tuổi họ vào phiêu thuốc đó sư, con biết họ mười mấy 20 năm, nhưng mà khi mà trẻ rất là hiền, vô làm phước giống như là cho tụi con nấu, nhiều khi nấu đồ ăn cho tụi con ăn luôn, nhưng mà khi về lớn tuổi khi bắt đầu hư một chút đó sư, thì bắt đầu rất là dữ dữ đến nỗi mà con cái không chịu nổi, phải vô giống như là hay kêu là nói trời mẹ con bây giờ sao mà nóng tánh dữ tánh quá. Như vậy có nghĩa là sao bạch sư, tự người ta đã hiền nguyên một cái cuộc đời rồi, sao con không hiểu là tại sao lúc mà lớn tuổi lại bị như sư, có thể giải thích thêm cho chúng con về cái quả nghiệp lúc mà lớn tuổi không bạch sư? Và con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và cái về cái tâm tánh của chúng sanh đó, thì rất là khó nói. À, gì thấy không? Cái danh và cái sắc của chúng ta đó, nó bị chi phối tác động bởi nghiệp báo có, rồi điều kiện thời tiết có, rồi tác động của cái xã hội đời sống xung quanh cũng có, nó đủ thứ hết. Thành ra chúng ta thấy có nhiều khi cái người này đó, lúc họ còn trẻ thì họ hiền lành, nhưng mà đến lúc mà họ già yếu thì cái tâm tánh của họ có đổi khác. Tại vì á, khi mà cái sắc pháp nó già rồi, bệnh tật đau đớn rồi nó xảy ra, cho nên đó là chính những cái sự khổ đau ở trong thân nó dày dò, làm cho cái người này cái nội tâm nó cũng ảnh hưởng, bực bội khó chịu. Thành ra có khi đó, cái người già người ta đổi tánh, hồi đó thì cái gì đó, cũng được hết á, nhưng mà sau này khi mà người ta sắc pháp của người ta nó bị tiêu hoại dần dần rồi, nó đau nhức, khổ đau đủ thứ, cho nên nó biến chuyển về cái nội tâm. Cái người này dễ cao có, dễ bực bội sân hận. Rồi cũng có những trường hợp cái người này hồi đó đó họ rất là khó khăn, nhưng mà nhờ học pháp hay là một cái điều kiện về cái thân của họ nó được an ổn, an lạc, họ có được cái sự hiểu biết, rồi họ sửa đổi cái tánh, họ biết được cái tâm mà sân hận, bực bội, thô tháo, to tiếng, nó là không tốt đẹp, họ tự động họ sửa đổi. Thì hồi trước thì nó không tốt đẹp, nhưng mà lúc sau nó tốt đẹp. Rồi có những trường hợp cái người này họ sống họ rộng rãi lắm, nhưng mà qua một cái biến cố, ví dụ hồi xưa là họ khá giả giàu có lắm, nhưng mà một cái biến cố họ rơi vào một cái hoàn cảnh cùng cực, khó khăn, khổ sở, thì tâm ra tự nhiên cái tâm tánh của họ nó đổi đi. Hồi đó họ rộng rãi ấy, nhưng mà bây giờ là họ sao kèo kiết bỏng sẻn,
không có muốn giúp đỡ ai. Tại sao không? Tại vì khi rơi vào cái hoàn cảnh cùng cực rồi đó, quá khổ đau, bây giờ họ không chấp nhận, họ không muốn sống vào cái cùng cực khổ đau đó, cho nên là bây giờ họ phải thủ, phải thủ cho cái bản thân của mình. Thành ra đó, Đức Phật mới nói là cái tâm tánh của chúng sanh á, là nó luôn luôn là nó biến chuyển, nó thay đổi, nó bị tác động bởi nhiều phương diện. Có đôi lúc những cái người này đó họ rất là hiền hòa, nhưng mà họ ở gần những cái chúng sanh mà cái tâm tánh sân hận nhiều quá, lâu ngày á, dần dần nó cũng bị ảnh hưởng. Hay là hoặc là những cái người mà cái tâm tánh họ không có được tốt đẹp, nhưng mà nhờ gần gũi ở gần với những cái người có cái tâm tánh phát triển từ tâm tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, nhờ có sự hiểu biết, nỗ lực tu tập, thì từ những cái thói hư tật xấu họ có thể chuyển đổi thành cái tốt đẹp. Thành ra đó, có những người từ chỗ tối đi tới chỗ sáng, mà ngược lại cũng có người từ chỗ sáng đi tới chỗ tối. Cho nên á, bởi vì Đức Phật mới nói là nghiệp quả chúng sanh thì bất khả tư nghị, mình không thể nghĩ bàn được. Cho nên á, là đối với những người nào, những chúng sanh nào mình thấy có thể khuyên đủ, có thể giúp đỡ họ được thì mình giúp. Còn đối với những chúng sanh mà ấy thì thôi, mình biết vậy thôi, mình không có làm sao được. Dù là những cái người đó là thân thích, là thân bằng quyến thuộc, là những cái người thân của mình cũng vậy. Cho nên là chúng ta biết, nhưng mà tùy theo duyên nghiệp của mỗi người mà thôi. Rồi có những người do cái duyên nghiệp, thì quý vị thấy rằng bây giờ y học đó, những cái người mà bị bệnh Parkinson gì đó, thấy không? Thì cái trí tuệ của họ, cái sự hiểu biết của họ càng ngày nó càng tiêu hoại. Họ sống giống như là nửa là thực vật vậy. Họ không còn biết gì nữa, không còn nhận định được cái gì. Người thân, người sơ cũng không biết. Rồi ăn no hay là chưa ăn gì họ cũng không biết. Mới vừa ăn đó, nhưng mà hỏi họ ăn chưa, chưa, đâu có ăn gì đâu. Đó, thành ra đó, do cái duyên nghiệp của mỗi chúng sanh, thành ra bây giờ đó, mình đừng có mà nhìn ra bên ngoài. Bây giờ mình phải ráng mình lo tu tập cho chính mình, chứ còn bây giờ đó, là ở chúng sanh ở bên ngoài hay là những thân bằng quyến thuộc của mình, thì mỗi chúng sanh, mỗi người nó có một cái duyên nghiệp riêng, rồi nó bị chịu tác động bởi cái danh sắc, bởi ảnh hưởng, bởi thời tiết, bởi bệnh tật, bởi điều kiện xã hội, nó rất là nhiều phương diện, mình khó mà phân tích được. Thành ra chúng ta chỉ nhìn ở trên những cái khía cạnh về góc độ Phật pháp để mà mình hiểu biết vậy thôi. Thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Như. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Mai Giá. Nam mô Sanh Khai Giá. Và con xin kính tri ân sư Pháp Thanh đã trả lời câu hỏi của Nguyên Như và cũng giải quyết được một số thắc mắc trong tâm của con. Tự vì nhiều khi con gặp nhiều bệnh nhân ở đây cũng lớn tuổi, và tôi cũng rất là tội. Theo sư dạy thì mình cứ quay vào cái tâm mình thôi. Nhiều khi cái thân mình á, mình lo còn chưa xong mà mình cứ lo bao đồng rồi mình lại không tu được, phải không ạ? Sa thú sư dạy tụi con. Bây giờ con không biết là sư Thanh Tâm có còn ở trước máy hay không. Sư có thể cho lớp của mình thiền được không, bạch sư? Nếu sư có mặt trước máy, con xin sư giơ bàn tay xinh đẹp của mình lên nè, để cho Nguyên Như biết, để nhường nước cho sư, bạch sư. Dạ, con xin kính ghi lại cho sư Thanh Tâm ạ. Dạ, mô Phật.
Thay mặt đạo tràng thánh tri ân sư Pháp Thanh rất nhiều. Đề tài sư giảng hôm nay đó là đoạn trừ tham sân si. Rất là hữu ích. Giờ trước khi mình ngồi thiền 10 phút á, bây giờ mời Phật tử Minh Tâm nha. Phật tử Minh Tâm chia sẻ vài ý về làm sao để đoạn trừ phiền não đây. Anh Minh Tâm có trước máy không ạ? Dạ, cảm ơn nha. Mình còn 10 phút nữa. Rồi, kính mời. Dạ, sa thú. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe sư Pháp Thanh. Dạ, kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe sư Thanh Tâm. Dạ, kính chào quý Phật tử. Dạ, không biết đạo tràng có nghe không ạ? Dạ, quý vị có thể cho cái tín hiệu nho nhỏ. Dạ, con kính truyền sư Pháp Thanh. Dạ, thì thật sự ra thì cái điều mà sư Thanh Tâm vừa nói nó là cái phiền não. Dạ, một cái mà hầu như bản thân con cứ đụng hoài bởi vì làm sao mà chúng ta nói không có phiền não được. Dạ, thì đây cái thứ nhất á, thì nếu gì nào biết về vấn đề thiền định, dạ, có duyên quý vị đến học với sư Thanh Tâm, dạ, hay là ngài Kim Triệu, dạ, vân vân, thì quý vị thấy rằng chúng ta học thiền định để làm gì? Để chúng ta hiểu được, thấy được, dạ, gọi là cái tâm, dạ, cái quán tâm. Bởi vì cái thân của chúng ta nó thì đương nhiên là nó luôn luôn nó bệnh rồi, dạ, thân của mình luôn luôn nó bệnh, dạ, ít nhiều thôi, nó đau chỗ này đau chỗ kia, càng về già chúng ta sẽ chiêm nghiệm nó càng nhiều, dạ, tức là hết đau này tới đau khác nó cứ xoay hoài. Nhưng mà cái của chúng ta bệnh, dạ, nhưng mà cái đau khổ nó lại nằm ở cái tâm, dạ, cái tâm của chúng ta thì nó lại bị đau khổ. Dạ, rất là nhiều, vì nói đi nói lại thì chúng ta cũng thấy rằng mình thương cái thân này của mình nhiều nhất, dạ, cho nên cái thân khổ thì tâm nó sẽ khổ, dạ. Và bây giờ chúng ta làm sao cho bớt đi cái sự phiền não, dạ, bớt đi cái sự phiền não thì vì thế nào là chúng ta phiền não do cái thân này nó gây ra, rồi chúng ta phiền não khi mà quý vị có càng nhiều thân bằng quyến thuộc thì quý vị sẽ có nhiều cái phiền não, dạ, nhiều cái phiền não. Và bây giờ làm sao để chúng ta bớt đi cái sự phiền não thì thật sự ra thì chúng ta nên nhìn ở cái tâm của mình, dạ, nhìn ở cái tâm của mình. Như Não Nguyên Như vừa đưa ra một cái câu hỏi đó, dạ, sao mà về càng về già thì chúng ta có nhiều thay đổi, và sư Pháp Thanh chia sẻ nó thay đổi hai chiều hướng thì quả đúng như vậy, dạ, vì cái tâm của chúng ta thì nó luôn luôn thay đổi, quý vị, dạ, tâm mình nó luôn luôn thay đổi, và chính là cái điểm tâm mình nó thay đổi đó thì đây là cái điều nó rất là mừng, dạ, bởi vì nó không thay đổi tức là khổ đó. Ví dụ giờ quý vị là cái con người mà gọi là cáu có, dễ bực bội, dễ nóng giận, tức là trời nắng nóng mà trời cũng nóng giận, mà trời lạnh cũng nóng giận, nha, mà trời mát cũng nóng giận, nha, tức là cái người mà họ dễ nóng giận rồi thì như thế nào họ cũng nóng giận hết. Mà nếu mà chúng ta không có thay đổi được cái tâm á thì khổ đế. Khổ đế, à, dạ. Cho nên quý vị yên tâm, bởi vì tâm của chúng ta nó sẽ thay đổi. Và chính do tâm nó thay đổi thì mình phải biết cách. Nha, tùy theo mỗi người, nha, mỗi người tự tìm ra một cái cách cho mình để mình bớt đi đau khổ. Và Minh Tâm thì chỉ chia sẻ cái kinh nghiệm riêng nho nhỏ của mình thôi. Cái thứ nhất là nó gọi là chuyển tâm, nhà, chuyển tâm là Minh Tâm nói thí dụ thôi. Ví dụ như là bây giờ cô Nguyên Như đi, nhà, thích uống cà phê, Minh Tâm nói thí dụ, thì bây giờ mình đang bực bội đó thì mình nên đi pha đi cà phê để mình uống, nhà, tức là vì cái tâm mình nó thích cái này, nhà, mình pha ly cà phê mình uống. Hoặc mà thích uống trà thì khi mình bực bội á thì mình đi pha trà mình uống, dạ, bởi vì mình phải hướng cái tâm mình sang một cái đề mục khác.
quý vị thích xem phim, mỗi lần bực bội thì mở phim lên coi, mà chúng ta không cần phải theo dõi cái dòng bực bội của mình đó, mà chúng ta hãy mở phim lên để chúng ta xem. Nói đây không có nghĩa rằng là chúng ta bác bỏ đi những cái bực bội đó, mà từ từ chúng ta sẽ quay lại để xem cái sự bực bội đó của mình nó như thế nào, nguyên nhân như thế nào. Khi mà chúng ta bớt đi cái sự bực bội đó thì trí chúng ta nó mới sáng. Khi trí mình sáng đó, mình mới nhìn ra được sự việc. Cho nên trong cái lúc mình bực bội đó thì chúng ta nên tìm một cái gì đó để chuyển tâm. Chuyển tâm như nãy mình Tâm nói đó, chúng ta tùy theo mỗi người. Quý vị đi uống nước lạnh, uống nước trà, đi nấu một tô mì gói ăn, hay là quý vị làm gì đó. Hoặc là đi ra ngoài đi dạo một vòng chung quanh nhà rồi đi vô. Vân vân. Để chi chúng ta chuyển tâm. Chuyển tâm rồi một hồi nữa đó thì nhìn lại cái vấn đề, thì cái nhìn này của chúng ta bây giờ nó sẽ sáng hơn. Tức là nếu mà lúc hồi nãy mà mình nhìn vào cái vấn đề đó thì chúng ta sẽ nhìn trong cái vô minh rất là lớn, vì lúc này tâm mình nó đang sân rất là nhiều. Nếu mà chúng ta chuyển tâm xong một chút, chúng ta vẫn nhìn lại vấn đề, vì chúng ta vẫn nhìn vấn đề để chúng ta giải quyết vấn đề, chứ không thể nào mà chúng ta nói rằng là cứ mỗi lần mà đụng chuyện thì mình cứ làm như vậy, thì nó không phải là như vậy. Mà ngay cái lúc mà mình đang sân đó, mà nếu mình giải quyết vấn đề thì chúng ta ngu. Vì sân đi chung với si. Mà lúc này sân nhiều thì là si nhiều, tức là ngu nhiều. Mà ngu nhiều thì không nhìn ra vấn đề được đâu. Mà chúng ta chuyển tâm để cái tâm mình nó bớt đi cái sự sân hận, rồi chúng ta nhìn lại vấn đề, thì lúc này mình nhìn trong cái sự bớt si. Vì cái sân nó hạ rồi. Sân nó hạ, cái si nó sẽ hạ theo. Và như vậy lúc này chúng ta giải quyết vấn đề nó sẽ thông minh hơn một chút. Mình Tâm có giống nó nhiều không, nó một chút. Thì như vậy thì đó là cái cách mà Minh Tâm giải quyết cái sự việc ở trong cái cuộc đời. Thì chúng ta không mong rằng cuộc đời này nó êm, không mong cuộc đời nó bằng phẳng, bởi vì cuộc đời nó không có êm mà nó cũng chẳng có bằng phẳng. Mà nó luôn luôn nhiều cái gọi là giông gió bão bùng, đường thì gập ghềnh. Cứ bình thản, chúng ta hãy tìm cho mình bằng những cái cách như Minh Tâm vừa nói, tức là biết mình sân thì chúng ta làm cho nó bớt sân, rồi chúng ta sẽ nhìn vào vấn đề đó để chúng ta giải quyết cái cuộc đời này. Bởi vì mình không phải là thánh, không phải chúng ta nói bỏ là bỏ, cái đó chúng ta không thể nói được. Ví dụ về hai vợ chồng gây lộn, quý vị không thể nói thôi tôi ly dị, không lẽ cứ mỗi lần gây lộn là một lần ly dị. Không phải vấn đề như vậy. Nhưng mà không nghĩa rằng là chúng ta cứ mỗi lần mà gây lộn rồi mình phất tỉnh ăn lê thì cũng không được nữa. Mình không thể phất tỉnh được, mình phải nhìn vào cái vấn đề đó để mình giải quyết. Nhưng mà chúng ta nên giải quyết khi mà chúng ta bớt đi cái sự sân hận thì cái trí chúng ta nó sáng hơn. Đó là đôi điều Minh Tâm có một chút cái kinh nghiệm nhỏ. Thì chúng ta nên giải quyết khi mà mình bớt sân, thì như vậy thì cái sự giải quyết nó sẽ khá hơn. Còn chúng ta giải quyết trong lúc mình đang sân thì cái sự việc nó lại khác đi rất là nhiều. Thì con cũng đã chia sẻ 7 phút rồi. Thôi con cũng xin trả bích cho đạo tràng và kính chúc đạo tràng một ngày ăn vui và một đêm an lạc. Mô Phật, cảm ơn Minh Tâm rất nhiều. Anh đã chia sẻ những cái cách mình để đoạn trừ phiền não, rất là hay, rất là cảm ơn. Kính thưa quý vị, hôm nay quý vị được nghe Tỳ Kheo Pháp Thanh nói những cái, được nghe giảng về cái cách đoạn trừ tham sân si ha. Khi mà mình đoạn trừ tham thì bố thí mà mình biết đủ, thì nhìn các pháp hữu vi bằng cái gọi là bất tịnh hoặc là vô thường khổ ha, thì mình từ bỏ được tham. Rồi sân muốn luyện từ luyện tâm từ để mà bỏ tâm sân, thì người đó phải thường xuyên tập để tâm từ cho chính mình, cho mọi người ha, cho chúng sanh. Để đoạn trừ tâm si, si là phải kết tuệ, vượt cái si là phải hành thiền. Thì bây giờ là 10:20, bây giờ mời quý vị ngồi thiền 10 phút nha, 10 phút nữa là đủ giờ. Kính mời quý vị
ngồi thiền để thấy thấy thân của mình, ha. Rồi từ đó đó mình phải có những cái gọi là như lý tác ý hoặc là tác ý khôn khéo để đoạn trừ phiền não. Rồi mời quý vị chánh niệm tỉnh giác rồi.
Dạ, yeah, mô Phật, à, kính lễ tỳ kheo Pháp Trang, à, kính chào đạo tràng. À, 10 phút tịnh tọa đã trôi qua. Dạ, yeah, đó, nhờ mình ngồi thiền đó mình mới thấy rõ thân tâm mình ha. Mình có những cái vấn đề của thân và vấn đề của tâm. Đức Phật nói khổ, nguyên nhân khổ và hết khổ. À, khổ do tham sân si. Khổ tham sân si làm cho mình khổ. Nguyên nhân của khổ đó là sự tham ái chấp thủ vô minh. Thì nhờ mình hành thiền đó thì mình sẽ sáng ra, mình sẽ thấy khổ, nguyên nhân khổ, rồi mình thoát khổ. Thì khó, rất là khó, nhưng mà mình muốn giải thoát, muốn an vui giải thoát thì mình phải tập thôi nha, phải tập mỗi ngày, tập một chút. Bồ Tát tu vô lượng kiếp luôn á, ngài mới đắc đạo quả. Thì mình mới tu rồi chắc cũng còn nhiều kiếp nữa ha. Vì vậy cho nên mình phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nha. Rồi sư thay mặt chư tăng để phúc chúc cho đạo tràng. Bhava tu sabba mangalang rakhan tu sabba devata sabba buddha nubhaye nasada sotthi bhavan tu te Bhava tu sabba mangalang rakhan tu sabba devata sabba dhamma nubhaye nasada sotthi bhavan tu te Bhava tu sabba mangalang rakhan tu sabba devata sabba sangha nubhaye nasada sotthi bhavan tu te Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự an vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Rồi mời Nguyên Như lên hồi hướng phước báo à. Sa thụ sư thanh tâm đã thay mặt cho chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ xin mời quý vị lắng lòng thanh tịnh cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thương ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành, để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi với tâm trong ngày vị lai. Y đằng nô nha ti đằng hô tu xuất khi ta hòn tu nha ta vô. Y nằng nô nha ti nằng hô tu xuất khi ta hòn tu nha ta vô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu xuất khi ta hòn tu nha ta vô. Dạ Nguyên Như xin kính mong chư vị Phật tử trở lại Trung Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày thứ tư
cũng là ngày thứ năm ở bên Việt Nam. À, ngày mai con không biết là sư pháp tính có thể vào trung được không, bởi vì tuần này con như sư bận hết tuần luôn. Có thể là con sẽ liên lạc với sư Huy Niệm để coi sư có rảnh hay không để vào thế ạ. À. Dạ, xin quý vị trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày mai. Dạ, nguyên xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.